Xin chào các bác. Ngay lúc này thì anh em mình đang chuẩn bị khai thác những cái tổ ong bò vẽ mà được anh em mình bắt về nuôi cách đây khoảng 1 tháng trước nha các bác nhá. Hôm nay thì trời có mưa cho nên là anh em mình không đi tìm những cái tổ ong bò vẽ ở trong rừng mà anh em mình khai thác luôn những cái tổ ong bò vẽ mà anh em mình có bắt về treo ấy, ngay khu vực phía đằng trước kia kìa. Khu phía cây vải đằng trước kia thì anh em mình có treo 2 tổ nhá. Nói chung là anh em mình treo khu vực quanh nhà hết các bạn. Nhà em thì nằm ở khu vực phía đằng dưới này. Nói chung là khu vực gần gần nhà thì em treo tầm khoảng gần 10 tổ. Hôm nay thì anh em mình sẽ khai thác hết những cái tổ ong ở gần nhà này, để đợt tới này anh em mình sẽ di chuyển vào khu vực trong miền Trung các bạn. Đợt tới này thì anh em mình sẽ vào trong đấy để khai thác những cái tổ ong bầu trời ở khu vực trong các tỉnh miền Trung nha các bác nhá. Ngay lúc này thì anh em mình đã mặc quần áo bảo hộ xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì sẽ vào bắt luôn mấy cái tổ ong này luôn các bạn. Hả? Ở đây thì có 3 tổ nha các bác nhá. Em sẽ quay từng tổ cho các bác xem. Đây này các bác này, đây là cái tổ ong đầu tiên này. Đó, em treo luôn vào cái góc chuồng gà này nhá. Còn cái tổ bên dưới kìa các bác kìa. Đó, cũng có một tổ nữa. Anh em mình bắt tổ kia trước đi em ơi. Đấy, cái tổ đằng bên đấy trước. Đây này, ta ra đường này này. Đi đường đấy được không? Tổ này cũng khá là to nha các bác nhá. Ôi. Đây này các bác này. Tổ này phải có trên 1 cân đấy bác nhỉ. Đây này, cái cuống tổ nó làm kín như thế này là cái quá trình anh em mình khai thác có thể là khai thác rồi nha các bác nhá. Anh thử kiểm tra xem nó có mẩy không. Anh em mình phải kiểm tra hết các bác, tại vì tổ nào mẩy thì anh em mình mới lấy thôi. Có những tổ ong nào nó không mẩy thì anh em mình sẽ không lấy đâu nhá. Mày không? Thì anh bóc hẳn ra để xem nào. Mày không? Đây này các bác này, em sẽ quay các bác xem. Đây là mẩy lắm, mẩy cả bên trong luôn anh ạ. Đó. Anh cắt luôn đi. Anh em mình cứ lấy tổ trước, sau đó thì lát nữa anh em mình sẽ kiểm tra cái con tướng của nó nha các bác nhá. Con chúa ở nó ấy. Thì anh em mình sẽ bỏ lại sau. Bây giờ thì cứ cắt tỉa ra trước. Ngắn này. Kéo hơi ngắn. Được rồi đấy anh ạ, rơi rồi. Ôi giời ơi. Nặng lắm. Nặng không? À. Nặng hết cả tay. Đấy, tổ đầu tiên này này các bác này. Này. Bên trong mẩy không? Nhìn vào bên trong ấy. Đây. Ui giời, được rồi, ok rồi. Đi ra đây luôn anh ơi. Anh em mình lùi ra luôn. Con chúa của nó thì tí anh em mình tìm sau, thấy không? Đây đây. Anh thả ở tổ luôn đấy, tí mình treo. Treo tầng sau. Ừ. Anh bác anh thấy con chúa luôn rồi. Con chúa này. Kệ nó. Để con chúa ở đấy đi. Thấy luôn nha mày chứ. Tổ này trên cân nhỉ. Okay. Đấy, anh bác anh lấy ra kia đặt xong này sẽ quay lại bắt tổ này luôn nha các bác nhá. Đây này, tổ này này. Đấy. Ông mẹ là tấn công luôn rồi các bạn. Anh bác anh kiểm tra luôn các bạn. Xem mẩy không? Ai già nhỉ. Mẩy trắng luôn các bạn. Đây này, vừa mới bóc ra thôi đã mẩy nó thấy rất là trắng luôn. Đấy. Tổ này trước rơi 1 tầng, cái tầng này là cái tầng mới của nó này, 2 tầng cũ này, nhưng mà mẩy nhờ. Đây này. Các bác xem một vòng nhá. Em buộc nóc chuồng gà luôn các bạn. Đây này. Cái này nói chung là che mưa che nắng cho nó luôn. Tổ này có tổ này được 3 tầng anh bác ạ. Em theo lì một chim coi đây. Hơi một vỏ bìa tí thôi. Tổ này thì lúc mà em treo ấy thì em xiên cái thép ly nó xuống hơi sâu nha các bác nhá.
tháo ra luôn anh ạ. Được rồi, được rồi. Ấy à, nặng phết anh ạ. Này, anh lật lên phát. Ấy, đây này các bác ơi. Cũng khá là nặng. Tổ này có cho anh em mình được 3 tầng nha các bác nha. Thấy con chú không? Thôi được rồi, ra kia tí mình tìm sau anh. Anh em mình tìm sau thôi. Anh em mình sẽ bắt hai tổ ở đây luôn. Ở đằng kia một tổ này, ngay trên này một tổ này. Nói chung là cây này anh em mình treo hai tổ nha các bác nhá. Còn cái thùng gỗ đằng trước mặt này thì năm ngoái em có nuôi tổ ong đất. Nhưng năm nay thì trong cái quá trình mà anh em mình đi vào trong miền Trung khai thác ong bò vẽ thì không có bắt về nuôi được nha các bác nhá. Cho nên là treo bò không ở đây này. Anh em mình bắt nốt hai tổ ở đây thì sẽ sang ngay góc đằng bên này. Bên này thì có hai tổ ong bò vẽ, ở bên đấy thì anh em mình bắt nốt. Tiến anh thôi nhở. Hôm nay chỉ quay cho anh bắt đánh này các bạn. Nói chung là gần nhà hôm nay anh em mình khai thác những cái tổ ong nuôi thôi. Đây này, anh em mình cũng treo đúng ở cây vải luôn. Đó. Không to lắm. To. Xem nó có mẩy không anh? Tổ nào anh em mình cũng phải xem nó có mẩy hay không nữa các bạn. Mẩy đấy anh ơi, em nhìn thấy cái tầng cuống kia đã thấy mẩy rồi. Mẩy mẩy. Được không? Đứt thì sao? Không, cái cây này không ảnh hưởng mấy đâu. Cây này bừa ra được. Dính góc bên kia một tí kìa. Được. Nặng không? Ừ. Tầng nó nhỏ nhưng mà nó lại mẩy các bạn. 4 tầng, tầng nào cũng được như tầng nào cho nên là nó cũng khá là nặng. Một tổ rồi. Ừ. Đây, cái tổ này thì nó nằm ngay đây này các bạn này. Khi mà mình đánh cái tổ ong kia thì ong kia bay loạn ra những cái tổ ong ngay cạnh thì nó cũng ra rất là nhiều nha các bác nhá. Đây những con ong này nó đang cơi tổ này. Đó. Anh cứ kiểm tra đi xem nó mày thì ấy. Nó cũng rất là mẩy luôn này các bác này. Hình như là anh em mình đánh đúng tầm rồi. Đây, khu vực bên trong nói chung là mẩy hết. Vượt ra rồi phải không? Này, nặng hay tổ này phải hơn cân. Hơn cân nhỉ. Tổ này có trên hơn 1 cân đúng không ạ? Mẩy. Ô tổ này chắc được cân đấy em ạ. Ờ. Đây này các bác này, tổ ong này. Anh bác anh treo cắm một cây vào trong tả ly luôn. Ong dựng ra đây. Hôm nọ cái tổ ở đằng kia mới to nhưng mà cái tổ đấy thì sau quá trình trời mưa to quá cho nên rơi mất. Cửa tổ nó đâu anh nhỉ? Bên này à? Đấy, qua nhìn này. Nhìn cửa tổ nó. Hiền thế nhỉ? Hiền thật. Cái gì vậy? Nó lại chít vào tay cho nhỉ? Anh bác anh sẽ tiến hành lấy luôn các bác. Anh lấy đi anh ơi. Xem mẩy không anh? Kiểm tra mẩy hay lấy anh ạ? À, mẩy ấy anh ơi, được. Nó mẩy hết cả các cái tầng bên trong rồi, lấy luôn đây. Đây thì anh bắt có víu cây sắt vào này. Đấy ý con chúa nha anh ơi. Tí nữa cắt xong anh em mình để lại ăn chúa. Tổ này đất nọ anh nhẫn treo vẫn hơi lệch lệch nhỉ. Phải không? Bằng mà.
lắp chắc thế cả. Đây là dây then. Rơi rồi các bạn. Nặng thế. Nặng không? Nặng. À. Con chúa mình thả sau hay là thả luôn? Thấy thả luôn. À. Cái kính của anh có trong không, có nhìn được không? Sợ mờ quá lại không nhìn thấy con chúa ở nó đâu. Ôi chỗ này phải mấy cân, hơn cân. Hơn cân không? Mấy á. Ờ. Ông bác bảo chắc được hơn cân các bạn. Bên trong rất là mẩy luôn này. Đó. Ngay lúc này thì em đã cho hết những cái tổ ong này vào trong thùng rồi các bạn. Đây này, các bạn có thể nhìn thấy. Nói chung là được đầy một thùng xốp nha các bác nha. Được 7 tổ. Anh em mình bóc. Còn một số tổ thì anh em mình chưa bóc các bạn. Tại vì những cái tổ ong này nó còn nhỏ quá. Cho nên là anh em mình để lại khoảng chừng 15-20 ngày nữa thì anh em mình sẽ bóc nốt. Đây là những cái tổ ong nó mẩy cho nên là anh em mình bóc thôi. Đây này các bác nhìn là khu vực phía đằng trong này. Đó, có những tổ nó mẩy hết vào khu vực phía bên trong này. Bây giờ thì em sẽ chở những cái tổ ong này đi bán. Về cái giá cả ở chỗ em thì nó rơi vào tầm khoảng 160-170 các bạn. Nó dao động vào cái khoảng đấy. Tại vì hàng ngày em đi đánh những cái tổ ong ở trên rừng em bán suốt thì nó cũng chỉ được tầm đấy thôi các bạn. 160.000 một cân. Cân cả tổ như thế này luôn. Bây giờ thì cũng bước vào buổi chiều rồi. Đây này, ong lúc nãy em đánh thì bây giờ nó vào tổ hết rồi các bạn. Tại vì mình thả được cái con chúa vào cho nên là ong nó vào tổ hết rồi. Ngay khu dưới đằng gầm kia thì có một cái tổ nó rơi vào 5-6 lạng thì anh em mình không có bóc. Anh em mình để lại những cái tổ đấy để anh em mình khoảng chừng 2-3 tuần thì anh em mình sẽ bóc tiếp. Đó, bây giờ thì chờ thùng xốp này đi bán nữa các bạn. Xin chào các bác nhé.